Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi Bộ Giao thông Vận tải cần phải chủ động hơn, tập trung mọi lực lượng để làm tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị, tổ chức phải thực hiện đúng tác dụng, nhiệm vụ, các trường hợp trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ cần phải được xử lý nghiêm. Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải điều khiển phân công nhiệm vụ rõ rệt ràng, có thời hạn hoàn thành cụ thể, tìm nguyên nhân nếu để xảy ra lờ đờ trễ. Đối với các dự án đường sắt, cụ thể là tuyến Cát Linh - Hà Đông, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan chú ý đưa vào sử dụng nếu bảo đảm tuyệt đối bình an. Với những sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, thông báo nêu rõ rệt. Tại dự án đường sắt tuyến số 1 đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi, thông báo cũng nêu rõ rệt, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng điều khiển xử lý đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản ngày 20 tháng 8 năm 2019. Đồng thời rà soát các dự án đường sắt thị trấn đang triển khai tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất phương án bảo đảm tính kết nối đồng bộ quy hoạch tuyến, công nghệ vận hành, thu phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân, thông báo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải chịu nghĩa vụ chính, chủ động, tích cực xử lý các khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và địa phương phối hợp xử lý theo đúng tác dụng, nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh nghĩa vụ, thông báo đòi hỏi. Khắc phục ngay các hư hỏng tại đường bay. Với các dự án hạ tầng đường bộ, cụ thể như dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, thông báo nêu rõ rệt, 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Chính phủ đảm bảo đủ vốn cho các dự án. Bộ Giao thông Vận tải tải đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần đoạn Cam lộ La Sơn đã được khởi công ngày 16 tháng 9 năm 2019. Yêu cầu đây phải là dự án mẫu mực, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đối với 2 dự án thành phần còn lại, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương liên quan sớm triển khai thi công, khởi công đoạn cao Bồ Mai Sơn và sớm đấu thầu cầu Mỹ Thuận 2, đảm bảo thời gian tiến độ và chất lượng. Về dự án Bến Lức Long Thành, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn ngân sách trung ương năm 2019 cho dự án theo đúng nghị quyết số 50 ngày 15 tháng 7 năm 2019 để nối tiếp triển khai, đáp ứng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bảo đảm đủ nguồn vốn cho 2 dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tập trung điều khiển triển khai dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bảo đảm thông xe vào năm 2020 và khánh thành vào năm 2021. Các dự án hạ tầng hàng không, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định để bảo đảm đòi hỏi thông báo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện dự án thu hồi đất, bồi xoàn xỉn, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm tiến độ, phải khiến cho tốt, kịp thời, không để đợi đến năm 2020, trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật. Các dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị tác dụng chịu nghĩa vụ chính theo đúng thẩm quyền được giao trong việc bảo đảm hoạt động bình xoàn xỉn và bình an của hệ thống kết cấu hạ tầng hàng không, chủ động thực hiện công tác duy tu, sửa chữa lớn và lập kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở minh mông cảng hàng không, sân bay theo đúng quy định của pháp luật. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương đề xuất Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phương án đầu tư nâng cấp, khắc phục ngay các hư hỏng đường cất hạ cánh, đường lăn tại quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, bảo đảm tuyệt đối bình an, không để xảy ra sự cố uy hiếp bình an hàng không, thông báo nêu rõ rệt.